Hello mọi người, và mình là Thiện ơi đây. Còn người quay cho mình là vợ của mình đó. Và mình là Yến Thiên đây. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ chở người của mình với lại mấy đứa đi ăn bò mọi người. Đi ăn buffet bò, sẵn quay video lên cho mình xem luôn. Trước khi đem phải rửa cho sạch. Mày nó bụi quá. Bắt máy lạnh lên nào. Xe đã sẵn sàng, bắt đầu đi thôi. Trước khi đi thì mang tay bò vô. Dây thắt lưng đi. Thắt lộn. Ok. Lên chưa? Rồi đúng rồi. Hiện tại bây giờ là 4 giờ mười mấy phút rồi các bạn ơi. Tụi mình đi ăn, tại vì cái chỗ đó tới 10 giờ mới đóng cửa lần. Chưa gì hết mà gặp công an rồi kìa. Bây giờ mình sẽ đi và mình sẽ quay clip lại cho mọi người xem nha. Ok, tụi mình tới Cao Lãnh rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô để mà ăn thôi. Bây giờ mình sẽ gấp đồ ăn để xíu ăn nha. Đây là món mình thích, kim chi. Kim chi này ăn với thịt bò nướng là số giác luôn. Để lại một chút xíu dưa leo. Tiếp theo thì mình sẽ lấy pha lang. Này lấy gì mấy miếng này nữa. Bí ngòi hả? Rồi bắp. Mình cực kỳ thích ăn cà nướng luôn nên mình sẽ lấy cà. Ui, ok, được một cái dĩa khá là to. Bây giờ mình sẽ đi lại. Thịt. Mình ăn vé buffet 229k mọi người. Tiền ăn dữ. Đi ăn thử thôi nó ngon rồi lấy tiếp. Đây mình khui nước ra uống thôi. Wow. Mắm nước ở trong này ai muốn mắm nước. Miếng thịt nó xèo xèo nè. Ở đây hơi ồn nha mọi người. Ăn gì chị? Ăn không bể. Nhìn ngon chứ. Ngon. Thôi, cái này bớt lửa luôn nha. Anh này đang ra thịt cho mình nha các bạn. Cái canh này ăn ngon. Ngon lắm. Kim chi ăn với thịt nướng ngon lắm. Nổi tiếng kêu quá. Cải gì? Bí. Rồi gì đó, rồi gì đó, gì đó, gì đó. Đây là kim chi mình ăn thử mọi người. Chấm chưa? Để gì ớt, khoai ớt xanh. Chị ơi, chị
hết không xin hết đâu. Khó mà nè. Bán hết vô. Lâu lắm rồi tụi mình mới đi ăn với mọi người, nên quay lại cho các bạn xem. Ngon chị. Xem ăn dưa leo cũng thấy ngon. Chắc là do đói. Cái canh ngon biển là ngon quá rồi. Vô. Vô nè. Vô. Vô. Chi. Một, hai, ba. Vô. Ủa, xem cái này đâu phải là vụ đâu. Trời ơi. Ôi con bình tục ngon quá rồi. Mới xíu là người ta hay cho mình cái gì. Sẽ lễ thêm miếng kim châm vô, kim chi chứ. Kẹp vô. Kẹp thêm cái này luôn. Ăn cho bỏ bắt này mua ngoài luôn. Mời mọi người nha. Nè, cho chị tốt nè. Thêm miếng kim chi nữa. Đây cắt. Thêm miếng kim chi nữa. Hẹp quá. Mình có thể căng hết dĩa ao này nha.
Bây giờ là 8 giờ 29 phút. Tụi mình sẽ đi về thôi mọi người ơi. Ăn uống xong rồi tụi mình định đi xem phim mà không có coi được, nên bây giờ tụi mình sẽ đi về. Có đi chơi vũ tặc gì nữa? Hải tặc không? Đi Hải tặc Việt Nam. Ừ, bây giờ mình sẽ đi chơi mấy cái trò chơi đó xong rồi mình sẽ về nha mọi người. Tiếc quá không có xem phim được rồi. Bạn sẽ về đó. No quá trời no, biết Linh đó có ói không nữa. Tới rồi mọi người ơi. Sao thấy dán tanh ta nghỉ luôn bây giờ. Còn đèn em nghĩ còn chơi á. Hôm nay không có mưa chắc là có chơi. Tắt rồi kìa. Từ số mình xù thôi đi nghỉ rồi đi về rồi. Mới rồi mình xích lại rồi luôn. Sắp tắt. Ơi còn một phải không? Từ từ rồi đó. Tắt đèn từ từ. À chắc 8 giờ người ta dẹp quá. Vô người ta đuổi mình nữa. Hey. Rồi bây giờ mình sẽ đi về thôi.